Hello, chào mọi người nha. Sau một hồi anh em mình đã tìm kiếm thì thấy một tổ ong trên cái tung. Mọi người thấy cái tổ ong này đó, cái tay mình chỉ nó đây. Quang đang kiếm bên kia. Thì mình cũng đã đến nơi luôn đó. Thấy giang hồ cũng đóng đinh lên tới nơi rồi mọi người. Nhưng mà như là bắt năm ngoái thì ha. Như là giang hồ bắt năm ngoái cũng quan. Ở trên thì nó bỏ đi. Còn ở dưới mới cắt đây nè, nó vô kèo á. Đây mọi người. Cái này chưa phì hung. Cái này Thụy dám đu đinh lên không Thụy? Không. Sao vậy? Sợ hả? Tay yếu mà mình nói. Tay yếu hả? Ừ, từ lúc trước cái tay mình yếu này đinh lớn không á. Lớn. Đâu, thì quan cầm quay leo Thụy cho đây. Đây lên cho mọi người xem thôi ha. Mặt tung cỡ nào à? Thầy đây có mặt rồi không? Thầy đây. Có rồi nhưng mà chưa nhiều. Nó mới ở này khoảng 10, 13, 14 này. Đây nãy mở con dày chứ còn bánh dép không. Đó ngày xưa đấy, nó y như vậy đấy. Nó treo lên cây mười mấy mét đấy, nó bắt tiếng nhau vào mình ấy. Vậy nên nó làm bạn này với nhau ấy. Mọi người thấy cái gốc cây kinh khủng chưa? Nhả tay để nó bắt mũi xuống nha. Hình thạch đá lên. Hello, chào mọi người nha. Khoan từ từ rồi thấy rồi. Chào mọi người nha. Ôi rồi cây này thì. Thôi được rồi, để nó xuống ấy. Xuống tuột không kịp nữa đâu. Ê, chơi gì leo lên đó gãi háng. Được rồi, xuống đi. Gắn còn háng. Vậy là nó ngoái đâu rồi, cạnh nó luôn kìa. Ừ, nó ba cành đó luôn nhưng mà hai cành kia nữa. Cái này chắc lắm. Ừ, đinh này chắc. Cái trắng của háng đó. Đinh nông. Kiến vàng mà nãy giờ mình chui trong lùm kiến vàng rồi. Cái này mà có dày lên rồi, hết biết luôn. Quá sướng luôn rồi. Đặt dây cũng đi nữa hả? Vậy là đang đặt dép không dám đạp nè, thấy hả? Cái mình của anh Thạch nhỏ hơn cái rễ, cầm rễ của cái cây tung nha mọi người. Mọi người thấy cây tung không? Cái này là thuộc cây mini nha mọi người. Cái mini này nó là cỡ này đó. Trung bình. Nhỏ xíu à, cái này nhỏ xíu mà. Đỡ trên rừng không là cái nghĩa lý. Nhưng bằng cái cành trên rừng nó bằng cái cành này nè. Cái cành trên rừng bằng cái đế luôn à. To lắm. Khủng lắm. Tổ này sao chưa thấy phì không? Nó mới về khoảng chừng 12 ngày. Tổ này. Tổ này chưa có mực mấy đâu.